Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, chính quyền Đà Nẵng và các địa phương đã có những sáng kiến trong việc ứng dụng những tiện ích công nghệ trong quản lý vận hành đô thị. Một trong số đó là ý tưởng thành lập các trang Facebook quản lý đô thị nhằm giúp cho thành phố trong việc phổ biến nhanh chóng các chủ trương, chính sách đến với người dân, cũng như tiếp nhận và xử lý những thông tin phản ánh từ người dân, góp phần xây dựng thành phố văn minh, xanh, sạch, đẹp. Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều giải pháp kiểm soát phòng chống dịch và tăng cường công tác tuyên truyền đến cộng đồng. Những thông tin về dịch bệnh COVID-19 như vậy được cập nhật liên tục, kịp thời trên trang quản lý đô thị Đà Nẵng, tiện nghi, xanh, sạch, đẹp. Trang quản lý đô thị đã góp phần cung cấp các thông tin quan trọng từ chính quyền thành phố đến với người dân. Nhiều chủ trương chính sách, nhiều thông tin hữu ích nữa trên các lĩnh vực của thành phố thường xuyên được đăng tải trên trang. Đặc biệt, đây là một phương tiện tiếp nhận các phản ánh, ý kiến, tâm tư chính đáng của người dân trên nhiều lĩnh vực. Từ đây, thành phố, ngành chức năng đã có những biện pháp giải quyết xây dựng thành phố văn minh. Bên mình thì biết cái trang này được tầm khoảng 2 năm rồi. Tại vì thấy rằng là chính quyền đã rất gần gũi với người dân khi mà chính quyền tạo ra được một cái trang Facebook như thế. Thành ra là những cái vấn đề mà người dân cập nhật trên đấy thì chính quyền đã rất là lắng nghe và xử lý rất là nhanh chóng. Thì đó cũng là một cái điều kiện thuận lợi để các cơ quan chức năng có cái sự giao tiếp gần hơn và nhanh hơn đối với các tổ chức công dân trong quá trình quản lý nhà nước. Cũng như là qua đó thì cũng có thể là đánh giá lại cái hiệu quả của cơ quan các cấp của mình cũng như công tác phối hợp trong việc giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tế cuộc sống. Mình muốn qua cái trang này để cho giúp cho thành phố về những vấn đề liên quan thiết thực nhất trong đời sống xã hội, đặc biệt là nó cũng đúng như cái tôn chỉ ban đầu, cái tiêu đề của nó là quản lý đô thị Đà Nẵng tiện nghi xanh sạch đẹp. Đây là các lô đất trống nằm trên đường Đỗ Anh Hàng, thuộc phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Nơi đây thường tái diễn nạn ô nhiễm rác thải. Vấn đề ô nhiễm tại đây đã được người dân phản ánh trên trang quản lý đô thị. Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, Ủy ban Nhân dân phường An Hải Bắc đã nhanh chóng triển khai các giải pháp quyết liệt hơn trong dọn vệ sinh môi trường, đặc biệt cấm đổ rác và tuyên truyền vận động người dân giám sát tình hình vệ sinh môi trường tại khu vực. Như vậy, vệ sinh môi trường ở đây cải thiện rõ. Nạn ô nhiễm rác thải biển là một vấn đề mà người dân nóng lòng quan tâm, đăng tải phản ánh trên trang quản lý đô thị. Đây là lời cảnh báo ý thức kém về giữ vệ sinh môi trường của một bộ phận người dân, du khách khi đến với biển Đà Nẵng. Trước tình hình này, xí nghiệp môi trường sông biển Đà Nẵng thường xuyên dọn vệ sinh để nhanh chóng trả lại cảnh quan cho môi trường biển. Dù chưa phải tất cả các thông tin phản ánh đã được giải quyết triệt để, song phần lớn, nhiều sự việc đã được các cấp ngành, các địa phương xử lý nhanh chóng, thấu đáo, giữ cho thành phố an bình, văn minh, xanh, sạch, đẹp. Trang Facebook quản lý đô thị Đà Nẵng tiện nghi, xanh, sạch, đẹp ra đời từ tháng 4 năm 2013. Vận hành, giám sát trang quản lý đô thị là ban quản trị gồm các cán bộ công tác tại Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân và cán bộ nhiều sở ngành Đà Nẵng. Trang quản lý đô thị ra đời từ ý tưởng, sáng kiến của anh Nguyễn Văn Duy, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, với mong muốn góp sức dựng xây thành phố. Ý tưởng nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Hiện anh cũng là một thành viên của ban quản trị trang quản lý đô thị. Cái công tác của quản lý đô thị là nó rất là đa dạng và cái địa bàn phạm vi của nó rất là rộng. Rất là nhiều vấn đề trong đô thị đang diễn ra trong từng ngóc ngách của các cái khu phố của toàn thành phố. Trong khi lực lượng chức năng của chúng ta thì nó lại mỏng. Do vậy là để đáp ứng được cái việc mà kịp thời phát hiện ra những cái hỏng hóc cũng như những vấn đề đang diễn ra tại đô thị thì rất cần là cái thông tin. Và lúc đấy thì cái mạng xã hội cũng đang là một cái hình thành cái nền tảng về kỹ thuật là khá là gọi là công nghệ cao đấy. Tôi mới bắt được cái ý này và triển khai đó trình bày lên cho lãnh đạo thành phố và xin phép được áp dụng.
Đến nay đã có trên 100 càng thành viên tham gia trang quản lý đô thị. Từ khi ra đời đến nay, mỗi năm trang đã tiếp nhận hàng chục ngàn thông tin phản ánh của người dân trên các lĩnh vực. Sau khi người dân gửi thông tin lên trang, các quản trị viên sẽ tiến hành kiểm duyệt thông tin và cho đăng tải những thông tin hợp lệ theo tiêu chí trang đề ra. Trước thông tin của người dân, nhiều địa phương đã chủ động kiểm tra tình hình và xử lý ngay hiện trạng. Đối với những thông tin liên quan đến các sở ngành của mình, thì các quản trị viên của sở ngành đó sẽ tiếp nhận về cho đơn vị mình tìm hướng xử lý. Hỗ trợ kỹ thuật của cái trang Facebook là giúp cho mình thống kê, đánh giá được là rất là nhiều cái chỉ số. Thứ nhất là về chỉ số phát triển thành viên là như vậy là và cái thành phần của thành viên, độ tuổi thành viên, giới tính của thành viên, rồi nơi cư trú của thành viên. Về cái chỉ số tương tác về cái giờ vàng và ngày vàng thì chúng ta có thể hoàn toàn biết được là cái thời điểm nào là cái lượng mà các thành viên là hoạt động mạnh nhất. Và chúng ta có thể là chẳng hạn như khi mà thành phố mà đang cần một cái thông báo, một cái gì đó huy động nguồn lực thì chúng ta có thể là nêu lên đầu trang trong cái thời điểm ngày vàng, giờ vàng thì lập tức là cái chủ trương đó là có được 50-60 ngàn người là đã nhận được ngay. Rất là mừng là có nhiều cái cơ quan, chính quyền, cá nhân hay tổ chức họ phản ứng rất là nhanh trước những cái phản ánh liên quan đến họ. Đấy, cái này cũng giúp khắc phục được khá nhiều những cái bất cập nó xảy ra hàng ngày trong đời sống xã hội. Hiện tại đã có một số địa phương từ cấp quận đến cấp phường là tiếp nhận và kết nối với cái trang này rất là chặt chẽ và thường xuyên. Quận của Hà Sơn thành lập trang Facebook từ tháng 9 năm 2017 và bố trí cán bộ chuyên trách quản lý vận hành trang. Việc tiếp nhận xử lý thông tin trên trang Facebook diễn ra nhanh chóng. Nhờ trước đó vào năm 2016, quận đã thành lập nhóm Zalo trong nội bộ quận để tiện trao đổi, xử lý nhanh thông tin phản ánh của người dân qua các kênh thông tin. Địa chỉ Facebook của quận cũng như là cái địa chỉ Zalo ủy ban quận Hà Sơn thì qua cái đó thì cũng là một cách tiếp nhận thông tin của lãnh đạo. Vì trực tiếp lãnh đạo ủy ban nhân dân quận sẽ có những cái chỉ đạo trực tiếp. Trên cơ sở đó thì văn phòng ủy ban quận sẽ theo dõi và đôn đốc các cơ quan để giải quyết những vấn đề mà kiến nghị của công nhân tổ chức, cái vấn đề về xử lý về sự vụ. Có những vấn đề thì nó thuộc về quy trình. Tuy nhiên trong quá trình làm việc thì những cái vấn đề nó thuộc về sự vụ thì luôn luôn xử lý nhanh. Còn những vấn đề về quy trình thì sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn giải thích để công dân hiểu và người ta thực hiện theo quy định. Đây là một lối thoát hiểm tại khu dân cư trên tuyến đường Mỹ Đa Tây 4 thuộc phường Khuê Mỹ, quận Hà Sơn. Cách đây không lâu, hội dân sống tại đây đã bức xúc phản ánh trên trang Facebook của quận về tình trạng lối thoát hiểm này bị những người hàng xóm làm rào chắn, để nhiều vật dụng, vừa gây mất mỹ quan, vừa mất chức năng thoát hiểm. Và sau khi nhận được tin phản ánh vào tối hôm trước, ngay sáng ngày hôm sau, chính quyền phường Khuê Mỹ đã tiến hành dọn dẹp, trả lại sự thông thoáng và chức năng thoát hiểm cho người dân khu vực này. Trước phản ánh của người dân về tình trạng tại ngã ba đường Lê Văn Hiến và đường Trần Hoành, trụ điện cũ chưa di dời, chưa phân làn giao thông, cỏ mọc tùm, rác thải nhếch nhác, phường Khuê Mỹ đã tiến hành ngay việc dọn dẹp vệ sinh môi trường, đồng thời phường đã đề nghị các đơn vị liên quan giải quyết các vấn đề dân phản ánh. Kết quả, sự việc được giải quyết trong vòng một tuần lễ. Việc tiếp nhận và xử lý nhanh các thông tin của người dân đã cho thấy sự nỗ lực của chính quyền địa phương và tiện ích của trang Facebook quản lý đô thị và trang Facebook của quận mang lại. Đối với phường Khuê Mỹ, thì để mà giải quyết nhanh, sớm, kịp thời những cái kiến nghị của nhân dân, phản ánh qua nhiều kênh, có thể trực tiếp hoặc gián tiếp. Đặc biệt đối với lại kênh phản ánh qua cái trang quản lý đô thị tiền nghị xanh đẹp của thành phố chúng ta thì phường cũng đã chỉ đạo trong cái vấn đề là thành lập cái tổ xử lý nhanh, và tổ xử lý nhanh này là không có làm tan thêm cái số lượng con người, nhưng vẫn là những cái đầu của tổ quy tắc phường cũng làm thêm cái nhiệm vụ. Tại là khi họ trong ngày họ tới đọc là sáng mai là xử lý ngay. Có nhiều vụ việc là xử lý rất là nhanh, trong vòng 2 tiếng. Tại quận Sơn Trà, đến nay tất cả các phường đã xây dựng các trang Facebook riêng. Mỗi phường đã cử cán bộ phụ trách việc quản lý, vận hành trang Facebook.
cán bộ phụ trách trang là người tiếp nhận thông tin từ đây, chuyển thông tin về các bộ phận có liên quan, xử lý hết thông tin. Trang Facebook đã tạo thêm một kênh tiếp dân tiết kiệm thời gian công sức của cả dân và chính quyền. Sau khi giải quyết sự việc, người dân phản ánh cũng như nhiều phường khác, phường An Hải Bắc đã đăng phản hồi kết quả xử lý hết sự việc trên trang quản lý đô thị và trang Facebook của địa phương để người dân được biết. Trang Facebook còn là nơi để phường phổ biến các chính sách, chủ trương và phát động các phong trào ra quân bảo vệ môi trường như thế này. Như vậy, nhiều vấn đề nổi cộm, nhiều điểm ô nhiễm môi trường được cải thiện đáng kể và kịp thời. Trước đây họ thường là gửi đơn thư là bằng giấy và mất đến 1 tuần đến 10 ngày mới trả lời được. Nhưng mà từ khi có trang Facebook và tiếp nhận qua 1022 thì hoặc là Zalo thì tất cả các ý kiến đó đều được xử lý một cách nhanh nhất. Và những cái vấn đề xử lý nhanh nhất thì thường là trong ngày là xong. Còn đối với những vấn đề phức tạp hơn thì có thể là 1 đến 2 ngày thì xử lý để trả lời lại cho người dân. Những cái quận như là Sơn Trà thì hỗ trợ người dân rất là tốt. Khi mà người dân phản ánh thì người ta bên chính quyền đã ghi nhận nhanh chóng và xử lý kịp thời. Bên cạnh đó thì vẫn còn một số quận khác thì mình thấy hoạt động vẫn còn chưa được nhanh chóng lắm. Mình hy vọng rằng là chính quyền sẽ đề xuất để cho các quận có những cái thành viên phụ trách để người ta tiếp nhận cái thông tin của người dân nhanh hơn và xử lý kịp thời hơn. Trên cái đoàn này thì những người dân mà họ có ý thức cộng đồng, họ muốn góp ý xây dựng ý tưởng của mình, xây dựng thành phố, xây dựng quận, xây dựng phường thì nó thể hiện ở đây này. Và tôi mong là cũng rất là đây là một cách làm hay, mô hình hay, chúng ta phải duy trì và triển khai. Và chúng ta phải làm thật sự, chứ không phải là lên cái trang này là chúng ta trao đổi thông tin mà nó không mang tính là xuyên tạc nói xác. Trang Facebook quản lý đô thị Đà Nẵng tiện nghi xanh sạch đẹp và các trang Facebook các địa phương chính là chiếc cầu nối giữa người dân và chính quyền. Đây là một kênh tương tác nhanh chóng, thuận lợi, tiết kiệm thời gian, công sức cho cả chính quyền và người dân. Cũng nhờ vậy, nhiều tồn tại vướng mắc trên các lĩnh vực, trong đó có rất nhiều sự việc trên lĩnh vực bảo vệ môi trường sớm được giải quyết, trả lại hiện trạng, góp phần trả lại môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp cho thành phố.